Cái những cái cây ở dưới anh phải bao bọc mũ lại. Đúng rồi. Lý do là mình xài cho nó lâu. Xài cho lâu. Con ấy nó ăn mà. Sợ. Ờ, nước tắm nước ngọt hả? Nước ngọt trơn á. Rồi mình tắm ở dưới này được không? À. Tắm nước biển trước được không? Được. Và phương tiện di chuyển duy nhất đó chính là chiếc vỏ lãi đằng kia. Không ai mà nó bị đứt dây mấy anh em mình đây luôn. Ây da, đây là cái nhà của anh Trí nè, nhà giữa biển luôn cô bác quý anh chị. Đó, anh Trí phải dự trữ nước ngọt kia kìa. Thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì trong cái quá trình mà đi ra hang tiền ở cái những cái hòn như thế này thì mình có đến đây là ngôi nhà của anh Trí, anh Trí hả? Đúng rồi. Anh ở mình hay là với vợ con? Ở với mình à. Anh có vợ chưa? Dạ, chưa. Chưa hả? Anh năm nay nhiêu tuổi anh Trí? 39 này. Sao, tại sao anh lại chọn ở nơi này anh Trí? Tại ở đây làm sò nuôi ở đây á. Nuôi sò ha, ngôi nhà giữa biển ha. Rồi tối rồi sao anh? Tối thì ngủ ở đây vậy đó, lên đèn rồi nè. Ở đây có điện luôn hả? Điện năng lượng. Năng lượng mặt trời ha. Ừ. Đây đó phải không? Ừ. Này bật sao ta? Hay là tối nó sáng? Cái đèn này nè, tự tối sáng hay sao? Tối sáng. Đây là cái bếp ga của anh luôn ha. Ăn cơm với cá biển, đồ khô, đồ ngon quá kìa. Đừng quay xa xa kìa. Cứ quay xa xa kìa. Sau khi mà đi xong thì tối là anh ngủ đây luôn. Anh giữ nghêu ở đây. Đây là mấy con nghêu mà anh giữ đây đúng không? Ở sò chứ. Một tí xíu nữa anh cho em trải nghiệm cùng anh ở một đêm ở trên này được không? Cho em trải nghiệm cùng anh một đêm trên. Ủa, qua đây là có bia, có mật à. Ủa. Quay lại em anh Trí. Hả? Lên đây uống bia rồi nhậu rồi chơi. Cái này là khô. Khô gì anh Trí? Gì? Khô này khô gì anh? Khô tiêu đường cá mối. Cái này anh làm luôn á hả? Mẹ với sầm với Cà Mau sông đốc người ta cho. À còn mật này? Mật này cũng ở dưới lượm lên. Ta cho anh ha. Ok, tối nay em sẽ làm khách của anh một bữa nha. Phải đứng lên đứng cầm một chai đá buồn. Được không? Tối nay làm anh có ngủ đây không? Ngủ đây nè. Ở một mình luôn kìa. Ừ, rồi giống rồi thoải mái, một mình có đủ. Rồi nước tối nước biển nó lên rồi sao ta? Không có lên, nước nó lên thôi. Rồi mấy giờ anh đi cào nghêu? Hả? Mấy giờ đi cào nghêu? Đi cào rồi, nay tối mình ăn được rồi ạ. Tối được ăn chơi. Tối nay mình đi bắt mực được không? Tối nay chơi thì ủ ngon á. À. Tối nay đi bắt mực được không anh? Hả? Tối nay đi bắt mực được không? Anh không gạo có mực, có máy rồi đó là thủ sẵn nó chân mực đó mà không có mực. Ừ. Cứ quay nghe anh thôi. Nhìn Trí. Rồi bây giờ anh ngâm nó đi. Bây giờ mấy anh em mình sẽ chui hang trước nha. Thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì đến nhà anh Trí á, thứ nhất là khám phá một cái ngôi nhà đặc biệt ở cái giữa cái vùng đất như thế này. Và thứ thứ hai á, giữa cái vùng biển như thế này. Và thứ hai là cô bác quý anh chị, hôm nay thì mình với lại đây là em ruột của mình, thông tin với cô bác quý anh chị luôn là không có vợ nên anh nữ là kêu theo làm cameraman em ruột nhưng mà già hơn mình nữa. Và hôm nay thì đến đây anh Trí để cái món này cá gì anh Trí? Cá biển mới dằn ba con cá lù đù. Cá lù đù. Cá mai rồi. À, còn đây là món cá cơm này. Kẹo đầy đủ nước mắm đường bột ngọt luôn. Và tối đêm nay thì anh em mình sẽ thực hiện một cái chuỗi video ở trên cái nhà cách ly như thế này. Anh bây giờ anh ở đây anh đâu có sợ dịch vậy? À đúng rồi đó, tao ở đây tao chống dịch luôn. Vui không? Đâu anh que những cái lựu phẩm của anh, miệt biển của anh cho em xem với. Miệt biển gì? Đâu, tôm. Tôm càng. Rồi. Vịt, cua. Cua má bên kia. Cua má bên kia rồi gọi gì nữa đâu? Bia ốp lạnh. Trời ơi. Trời luôn. Cô bác quý anh chị, cho cô bác quý anh chị xem bên đây là đồ của anh nè. Và cánh cửa này mát ghê không? Em nó vẫn đang ăn cơm đằng kia kìa. Và đây là năng lượng mặt trời. Đó, thấy đã ghê ha. Đó, cô bác quý anh chị thấy. Rồi, cái cơm gắt. Cơm ngon không? Ngon không? Quá ngon. Cái cảm giác mà ăn ở ngoài biển thì sao? Còn là tôi ngưỡng thức. Dạ hả? Muốn có vợ không? Không. Sao vậy? Muốn ăn gì đấy? Uống nào? Dạ được không? Hả? Muốn có vợ không? Thật ra này nó muốn có vợ lắm cô bác của anh chị. Và ngoài kia là nhà của anh Trí ở đây là bốn bề là biển luôn.
nên là nữ toàn tất cả đều là biển, mà ở đây vịt không có con vịt nào lại đâu ha anh Trí ha. Nhà này thì không lớn lắm nhưng mà rất là vui. Hàng ngày thì anh ở với anh Trí hả? Hàng ngày anh ở với ở mình à? Ở mình hôm nay có người thân thì ra chơi thì ấy tạo mình à, giữ ban yêu mà. Còn hôm nay thì chứa chấp em nha. Ờ được rồi, nuôi dưỡng em trong những ngày tháng dịch bệnh như thế này. Đây là cái bình trà của anh Trí nè, đây là nước đá nè, bên kia là bình điện, đâu phải là trên ghe là thiếu gì đâu. À quên, ở đây vệ sinh sao ta? Hả? Vệ sinh sao? Trên cậu hả? Nhà có nhà cậu đi trên biển luôn ha? Có, cậu đó. Đâu? Đó, vô đó là tắm mẻ vậy đó, thoải mái rộng thanh thản. Ồ, nước tắm nước ngọt hả? Ừ, nước ngọt trên đó. Rồi mình tắm ở dưới này được không? À. Tắm nước biển trước được không? Được, lên nước xả tắm biển chơi rồi lên xả nước ngọt. Bình thường lội đi chơi nè, để sẵn. Anh lội nữa ơi. Hả? Lội nữa ơi. Chiều đi chiều ha. Và đây là cái món của anh Trí để cho anh em tụi mình, đó là món nghêu, đúng không? Nghêu này anh tự cào lấy, anh đang chuẩn bị gì đó? Chuẩn bị dẹp qua đầu mà, ấy nè. Làm gì? Nghỉ rồi, đầu mới được sống rồi. Và phương tiện di chuyển duy nhất đó chính là chiếc vỏ lãi đằng kia. Không ai mà nó bị đứt dây mấy anh em mình đây luôn. À, thưa cô bác quý anh chị, à, thì bây giờ thì Bùi Hồ cùng với lại anh Trí ở đây. Và với lại em Sáng sẽ đi... đi giăng lưới ở trên cái biển như thế này. Cô bác quý anh chị không biết thấy đẹp không, nhưng mà Bùi Hồ nhìn thấy cái cảnh biển hoàng hôn nhìn đẹp ghê luôn á. Bây giờ cameraman nó sẽ dạ. Thôi em mang cái mít. Em quay chút xíu nha. Chắc chỗ cỡ ngang vú ngại quá. Sâu không Sáng? Bữa nay nước lớn à, đã vì nước lớn hơi sâu. Xuống ơi, xuống. Ê, đâu có sao đâu. Sáng không biển, không quen biển sợ. Tao ngực. Cái gì vậy? Cái chỗ luôn á. Đi ra trước rồi nó cạn không? Tại vì ở đây hơi sâu nè. Ra trước thử ra trước. Lát nữa mình văng mình đi bộ hay là đi xuồng? Đi xuồng cũng được, mình muốn đi xuồng đi xuồng ha, cho ngãi nó lội với mình đi xuồng cũng được. À anh em mình đi xuồng đi, anh vừa ấy vừa lôi chiếc xuồng được không? Được. Em ngồi trên xuồng mới được, để đâu ướt máy thì sao? Ha. Sợ khùng quá ba, mà dính đầu cá gỡ không mãi tao bỏ rồi. Khủng khủng quá trời. Nghêu này cũng có mò anh chứ nha. Đâu mò thử con nghêu ơi. Đưa đi thuốc đây đừng. Đưa nón đây. Đưa nón đây, đưa nón đây. Bỏ đi lát nữa lặn xuống mà. Rồi tắm ơi, 1 2 3 lặn. Mặn quá. Cái cảm giác tắm biển vui không? Quá lạnh rồi. Lần đầu tiên mà đi nó được đi xa vậy đó. Chứ bây giờ em thì đi nhiều nhưng mà nó được đâu được đi đâu đâu. 1, 2, 3 nhảy ơi. Chưa, gì sao nhảy. Gì rồi. Thôi mình cứ văng chồng vô đi. Hả? Văng chồng vô đi. Xíu đã, anh chơi đại là anh Trí ấy vô cái đi văng lưới luôn. Ở mẹ, ra ngoài văng mẹ ha. Ờ, à, đâu sao đâu. Anh Trí nói anh gỡ chắc tới chiều mai luôn á. Dạ, lại gỡ gỡ quá, dạ còn dính này, gỡ chịu hết nổi rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi văng bằng xuồng nha. Tối mình đi thăm được không? Được mà, nó ấy thăm mà không đêm mà thăm cũng được. Kim kéo vô. Xuống ngay. Ai mà bị lát là tắm nước biển này là hết lát luôn á. Có mình mày bị lát chứ ai. Rồi bây giờ mình sẽ xuống đi cùng với lại anh đầu cây. Đầu cây đi. Anh Trí nè. Có gì chứ à? Rồi. Quá vui. Quá vui. Cái này có bệnh là giàu luôn. Rồi. Cạn không? Sao ăn nãy không ăn cạn? Cạn hơn nãy. Ghê nó tới cổ luôn. Nó giữ gì ta? Có tầm tích nữa hả anh? Có tầm tích cá nhiều. Dạ. Yeah. Bự không anh? Con bự hơn cái cái gì nữa. Tầm tích là luộc ăn là hết sảy rồi. Ừ. Tầm tích chắc cũng mất tiền anh chứ ha. Lâu xuồng đi đâu đây lâu chưa? Gì? Đâu đi đâu? Ngang ngang qua tới cái cây đó. Trời ơi giữ anh. Đợi tôi lưới nữa giờ. Bạn ơi rối quá trời. Hôm nay hả? Nhảy xuống đi. Anh Trí nhảy xuống đi nha. Ừ mày. Rồi em anh Sáng để cho Sáng lo xuồng nha. Mình thì ngồi ở trên đây. Nên hành nữ ra là một tay lưới này là bao nhiêu tiền? Rẻ mà, vài chục ngàn gì ha.
Ông thấy tôi không Hùng? Dạ. Lâu xù cho tôi. Này. Không mà ra đó trận sâu không anh chứ? Hả? Ra đó trận sâu hả? Vậy à? Cái gì hả? Ở đây nó cũng có miếng bùn nè. Có. Có chứ. Cô bác quý anh chị không biết có thấy hay không, giờ này thì cũng mặt trời cũng đã xuống rồi. Và mặt trời, hướng mặt trời bên kia nó dội qua bên đây, làm cho cái ngôi nhà này cực kỳ đẹp luôn. Và anh Chí chia sẻ chỉ có một chút xíu vậy thôi, nhưng mà cái chòi đó vậy là 20 mấy triệu đồng đó. Lý do là công nhận chuyển nó khó hay sao anh? Cũng chuyển cũng vậy thôi, nhưng mà mướn người ta, mua cây rồi người ta chở vô chỗ cái đầu mình vô đó, đầu trong đó, lúc trong đó. Chở vô đó mình ra mình làm. Đây khó cắm lắm, khó làm. Có cầm là cái cây cột đó phải cầm sâu xuống. Và mỗi lần mà cái cây cột, cô bác quý anh chị không biết có để ý, ở phần nhỏ nhỏ ở dưới cái những cái cây ở dưới anh phải bao bọc mũ lại. Đúng rồi. Lý do là mình xài cho nó lâu. Xài cho lâu. Con ấy nó ăn sợ hào nó ăn nó đeo cây nó bị gãy. Đúng rồi. Sáng đâu rồi? Lạnh không? Cũng lạnh anh ơi. Lâu rồi em đâu có tắm xong mới tắm biển. Tắm đây là nước mặn nè tôi. Ừ. Tao tắm nó hoài gì. Chào. Chào đâu. Cô bác của anh chị đang đi lông cái chiếc vỏ cho ông anh nóng văn lưới. Giờ bơi hơi khó khăn. Sau một hồi thì anh Trí anh cũng đã đến cái nơi đích đến của cây cột rồi. Và bây giờ thì cột vô thôi và chờ cái sản phẩm của mình vào tối đêm nay. Hoặc là sáng ngày mai. Anh Trí mình có thể chạy vô lại mình đi vòng vòng chơi được một vòng được không? Được. Nãy vậy ta tính nhảy xuống xả lưới còn ấy cả mẹ lưới để gì đi rồi tới thăm à, nha. Sáng. Nhìn cái cảnh này thì không bao giờ quên đi được. À. Được sống và được trải nghiệm như thế này là một điều thú vị cho mình. Anh Trí ơi. Mát lắm luôn á. Lúc gió phía trước là một cái ngọn núi sừng sững nha. Phía trước mặt cô bác quý anh chị là một cái hòn rất là đẹp luôn ha. Và đằng đây vẫn họ vẫn có một cái ngôi nhà đằng xa xa đằng này nè đó. Và cái trại này họ vẫn nuôi nghêu ở đây thì dùng kiên lương này họ kinh doanh chủ yếu là bằng cái nghề nuôi nghêu để bán. Và đây là cái vợ của anh Trí hàng ngàn, anh Trí rất nhiều nè. Phải nói là một tay lái thiện xạ không. Cái thước phim này mình muốn gửi đến cô bác với anh chị vào một buổi chiều ở trên sông, ở trên biển để đánh bắt những cái con cá là như thế nào. Và còn những cái thước phim dài rất là hay ở đằng sau mà mình muốn gửi cho đến cô bác với anh chị để coi như đây là một cái trải nghiệm, một cái hành trình khám phá. Đôi khi quay về những cái hoàn cảnh khó khăn hoài á thì thấy cuộc sống này nó cũng nó bế tắc quá, nên là thử ra là mình phải chen vô những cái nội dung khác nhau để coi như là thay đổi những món ăn cho cô bác với anh chị. Rồi mình đã tới được cái túp lều lý tưởng của mình ơi. Người hậu chút đi ra sao không kìa. À bây giờ thì mình sẽ tắt máy và mình tắm biển thôi. Thật sự thì tắm những cái bãi biển mà em có đi nhiều bãi biển lắm, nhưng mà cái bãi biển mà ở Kiên Lương này ở nó đẹp ghê á, và bãi biển mà mũi nai ở Hà Tiên không bằng. Thôi bây giờ thì hai anh em sẽ xuống tắm biển thôi, và anh Trí thì anh Trí sẽ tắm trước, anh Trí lội nha. Nhập đầu hả? Nhập đầu rồi, hỏng giờ rồi. Thôi bây giờ mình sẽ tắm thôi. Mày tao ba cái con mày tới má vừa tới mí rồi trời. Cái cảm giác mà tắm biển gì? 1, 2, 3 lần. Vui. Cảm giác gì thật là vô mốt. Đã lắm anh Trí ơi. Em anh lội đua nè. 1, 2, 3 lội đua nha. Nha. Mày lội đâu? Hả? Mày lội ra đâu? Thôi bây giờ mình lội lên tới nhà đi nha. Ở đây đi. Chứ nay chơi lội với dân biển.
ở cái cột đằng kia đó, thấy không? Cái cột đó ngoài phải không? Chỗ bọng nước bự xanh đúng không? Ok anh, sẵn sàng chưa? Mà nãy giờ nó đứng trong tao lội ngay đúng giờ, lại chưa? Bỏ quên quá. Ôi, quá này quá. Quá lẹ quá. Quá dân biển mà tôi nói trời ơi. Nói cho cô bác biết gì nghe nè, anh Trí nói dân biển mà bây giờ lội thua nó. À, nó trên bờ thôi, mình dân biển mà lội thua nó trời ơi. Thôi bây giờ anh em mình lên nha. Được rồi.